Bốn mùa âm dương là căn bản trong muôn vật, cho nên âm dương bốn mùa là trước sau trong muôn vật, là gốc cho sống chết. Nếu trái thời tai hại mà biết lựa theo thời tật bệnh không sinh ra, thế là được đường lối để dưỡng sinh. Dương khí như trời và mặt trời, nếu mất dương khí thời chết non mà không được thọ. Vì thế trời có mặt trời để sáng tỏ, người có dương khí để bảo vệ. Dương khí về tinh thời để nuôi tinh thần, về sự mềm nhuận nhu thời để nuôi gân. Cho nên dương khí thuộc về ngày mà chủ ở ngoài, ngày thời dương khí ở ngoài đi khắp thân thể. Sáng sớm dương khí sinh, buổi trưa dương khí thịnh, đến chiều thời dương khí vơi đi mà khí môn đóng lại. Khí dương tự ẩm rồi thành nóng, nóng rồi lại nhẹ đi, cho nên trong một ngày sáng trưa và chiều có khác nhau. Khí môn tức là nơi kín đáo mà gọi là huyền phủ, vì để phát tiết ra mạch lạc cho nên gọi là khí môn. Vì thế đã tối ta nên để dương khí thu vít lại, không nên động tác nhiều để nhiễu đến gân cốt, không nên ra chỗ mờ tối sương lộ. Trái ba điều ấy thời hình hài sẽ mỏi mệt mà kém sức khỏe khốn bạc. Ba điều tức là không biết thu vít lại, không nghỉ ngơi để nhiễu đến gân cốt, không ngồi yên mà ra chỗ sương mờ, hình hài khó chịu, thời tuổi thọ không được lâu. Khí âm chứa tinh mà giữ ở trong, khí dương bảo vệ vùng ở ngoài. Khí âm không thắng được khí dương, thời mạch lạc loãng đi. Yếu mà vội quá, thời thành ra chứng cuồng. Khí dương không thắng được khí âm, thời khí trong ngũ tạng tranh nhau mà chìm khiếu không thông. Âm dương phải cân nhau, nếu âm không thắng được dương là âm kém, thời mạch bạc tật, yếu mà lại vơi. Cuồng là điên cuồng, chạy rông và nói càn. Khí dương không thắng được khí âm, tức là khí dương kém, chín khiếu thuộc về ngũ tạng. Nếu thiếu dương khí thời tranh nhau mà ngừng lại, cho nên các khiếu không thông. Vì thế bậc thánh nhân để âm dương quân bình, thời gân mạch và xương tủy mới điều hòa, khí huyết mới vững, mà tà khí không làm hại được hai mắt thông minh mà người mạnh ra. Khí dương mạnh quá, thời không vít lại được, mà khí âm sẽ tuyệt. Khí âm hòa bình, khí dương bí vít, thời tinh thần mới yên. Khí âm khí dương lìa nhau, hay là một bệnh thiếu, thời tinh khí sẽ tuyệt. Khí dương thẳng quả, thời đi rông, cho nên không vít lại được, mà khí âm phải tiết ra. Lìa và thiếu tức là không hòa bình. Khí dương không vít lại mà khí âm tiết đi, cho nên tinh khí tuyệt. Từ sáng sớm đến trưa là dương của trời, là dương ở trong dương. Từ trưa đến chập tối cũng là dương của trời, là âm ở trong dương. Từ chập tối đến gà gáy sáng là âm của trời, là âm ở trong âm. Từ gà mới gáy đến sáng sớm là âm của trời, là dương ở trong âm. Thân người cũng ứng theo với trời. Khí dương hoàn toàn thịnh, thời là dương ở trong dương. Khí dương đã kém, thời là âm ở trong dương. Khí âm hoàn toàn thịnh, thời là âm ở trong âm. Khí âm đã kém, thời là dương ở trong âm. Như thế là trong dương và âm lại còn phân chia ra vậy.
âm và dương ở trong người thời ngoài là dương, trong là âm, mà âm và dương trong thân người thời lưng là dương mà bụng là âm. Nói về âm dương ở tạng phủ, thời ngũ tạng là âm mà lục phủ là dương, ngũ tạng là gan, tim, là tâm, là lách, tỳ, phổi, phế và quả cật thận. Lục phủ là mật đảm, dạ dày, vị, đại tràng, ruột già, tiểu tràng, ruột non, bàng quang, tam tiêu, thượng, trung, hạ. Phân tách ra thời tạng tâm là dương ở trong dương, tạng phế là âm ở trong dương, như thể là lưng là dương, tạng thận là âm ở trong âm, tạng can là dương ở trong âm, tạng tỳ là hoàn toàn âm ở trong âm, như thể là bụng là âm. Âm dương ở trong hay ở ngoài biểu hay ở trong lý vẫn tương ứng với nhau, để ứng với âm dương của trời. Tạng tâm là dương lại ở thượng tiêu, là ở địa vị của dương, thế là dương ở trong dương. Tạng phế là âm lại ở thượng tiêu, là địa vị của dương, cho nên là âm ở trong dương. Tạng thận là âm ở hạ tiêu, là địa vị của âm, cho nên là âm ở trong âm. Tạng can là dương ở về trung tiêu, là địa vị của âm, cho nên dương ở trong âm. Tạng tỳ ở về trung tiêu là hành thổ, mà thuộc tinh thiếu âm, thể là hoàn toàn âm ở trong âm. Âm dương là đường lối của trời đất, là kỷ cương cho muôn vật, là cha mẹ cho sự biến hóa, là căn bản cho sự sinh sát, là nơi chức thần minh, cho nên dương trước lại là trời, âm trước lại là đất. Khí âm tĩnh, khí dương tạo rào, khí dương sinh thời khí âm lớn lên, khí dương sát phạt mà khí âm thu chữa lại, khí dương hóa ra khí mà khí âm thành ra hình. Đức Thần Nông còn nói, theo về trời thì khí dương sinh mà khí âm lớn lên, theo về đất thì khí dương sát phạt mà khí âm chữa lại. Ta xem quẻ khôn là âm, địa vị ở về Tây Nam, về bốn mùa thời thuộc về tháng 6, tháng 7, muôn vật dương thịnh và lớn lên như thế là khí âm cũng có lớn lên. Quẻ kiền là dương, địa vị về Tuất và Hợi, về bốn mùa thời thuộc về tháng 9, tháng 10, muôn vật dương thu vít lại, như thế là khí dương cũng có sát phạt. Sở dĩ hóa ra khí là bởi khí dương thanh, sở dĩ thành ra hình là bởi khí âm trọc. Trong thân người, khí dương mạnh quá thời lại biến ra âm chứng bệnh như là âm. Khí âm mạnh quá thời lại biến ra dương chứng bệnh là dương. Trời đất là trên dưới cho muôn vật. Âm dương là khí huyết và trai gái, bên trái, bên phải, tả hữu là đường lối cho âm dương. Thủy hỏa là chứng triệu cho âm dương. Âm dương là nguyên thủy cho muôn vật, cho nên có câu âm ở trong để giữ cho dương, dương ở ngoài để sử dụng cho âm. Khí âm thiếu mà khí dương hơn lên, thời người nóng mà buồn đầu. Khí dương thiểu mà khí âm hơn lên, thời người lạnh nhiều như ở trong nước mới lên. Khí dương hơn, thời nóng tự trong. Khí âm hơn, thời lạnh tự trong. Theo về trời thì khí dương sinh ra mà khí âm làm cho lớn lên. Theo về đất, thời khí dương sát phạt mà khí âm thu vít. Trời có âm dương, đất cũng có âm dương. Hành mộc, hành hỏa, hành thổ, hành kim, hành thủy là âm dương của trời đất sinh ra, lớn lên, hỏa ra, thu vào, giữ lại. Cho nên trong âm có dương, trong dương có âm. Theo trong kinh dịch,
quẻ ly ở trên và dưới đều một vạch liền, còn vạch ở giữa đứt đôi, thể là trong dương có âm, quẻ khảm vạch trên và vạch dưới đều đứt làm đôi, mà vạch giữa liền, thể là trong âm có dương.